Bộ Công Thương thông tin mì ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam là mặt hàng mới được Ủy ban châu Âu bổ sung vào danh mục kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật đối với các loại rau thơm, quả và thực phẩm như sau: rau mùi là 50%, húng quế 50%, bạc hà 50%, rau mùi tây 50%, đậu bắp 50%, hạt tiêu 50%, thanh long 20% và mì ăn liền sẽ có tần suất kiểm tra là 20%. Như vậy, dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của ethylene oxide, tổng cộng của cả ethylene oxide và 2-chloroethanol vì đều được đề cập là ethylene oxide. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong 5 năm tới, cùng với việc hoàn thành khai thác tuyến nhổn ga Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ chuẩn bị đầu tư khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị khác. 3 tuyến đường sắt đô thị này sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm tuyến số 5 đoạn Văn Cao Hòa Lạc và tuyến số 3 đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai do thành phố đầu tư, tuyến số 1 Yên Viên Ngọc Hồi, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư các tuyến đường, công trình giao thông khung kết nối trong khu vực đô thị trung tâm với 5 đô thị vệ tinh: Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, đồng thời kết nối thủ đô với các tỉnh thành thuộc vùng thủ đô thông qua các tuyến đường hướng tâm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 3, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21. Theo Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính chung năm nay, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, toàn quốc xảy ra gần 15.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương hơn 8.000 người. So với năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm gần 3.500 vụ, số người chết giảm hơn 1.000 người. Trong năm nay, tai nạn giao thông đường bộ vẫn là nhiều nhất, với trên 11.300 vụ, làm chết 5.699 người. Hàng hải ít nhất tới 9 vụ, làm chết và mất tích 11 người, không có người bị thương. Tuần lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó không thể không kể đến chuyên đề triển lãm mang tên Những dấu chân người lính, mang nội dung về đời thường nơi tâm dịch, nghĩa đồng bào, những chiến sĩ nơi tuyến đầu, 5K cho những ngày bình thường mới, với hơn 100 tác phẩm đã được giới thiệu về cuộc sống đời thường của người dân trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch, hình ảnh về sự đùm bọc, tương thân tương ái của nhân dân, sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Đặc biệt có nhiều tác phẩm tại triển lãm thể hiện được sự hy sinh, sẵn sàng đương đầu đi vào tâm dịch của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ đồng bào. Được biết, trong khuôn khổ tuần lễ, vào sáng mai tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ ra mắt tủ sách học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày hôm nay, Bắc Bộ trời chuyển rét, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2021, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Chuyển sang phần tin quốc tế, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 24 tháng 12 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 90 người khác đã được cứu sống sau khi một chiếc tàu chở người di cư bất hợp pháp tới châu Âu bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp ngay trước ngày lễ Giáng sinh. Một chiến dịch tìm kiếm và trục vớt vẫn đang được tiếp tục. Trước đó cũng có nhiều thông tin về vụ chìm tàu này, nhưng có các số liệu rất khác nhau. Từ năm 2015 đến nay, Hy Lạp nổi lên là điểm nóng trên tuyến đường di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong hơn 6 năm qua, hàng trăm người di cư đã phải bỏ mạng trên biển khi họ bất chấp nguy hiểm để đi tìm cuộc sống mới ở trời Âu. Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran ngày hôm nay cho biết, nước này đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng loạt vũ khí hiện đại, trong đó có màn nã đồng loạt 16 tên lửa. Đây là động thái mà Tehran mô tả là nhằm gửi thông điệp tới đối thủ Israel. Trong số các tên lửa được phóng có một số tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn từ 1.700 đến 2.500 km. Truyền thông Iran cho biết tất cả 16 tên lửa đều lao vào trúng mục tiêu dự kiến với tốc độ chính xác là 100%. Trước đó, hồi đầu tuần tới, người sắp trở thành tư lệnh không quân Israel Tomerba cảnh báo nước này có thể tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran ngay ngày mai nếu được lệnh làm như vậy. Đáp lại
Quan chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả lại Israel nếu nhà nước Do Thái có bất cứ động thái nào chống lại nước này. Ngày 24 tháng 12, Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ khi dịch bùng phát với hơn 94.000 trường hợp. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận con số cao kỷ lục. Giới chuyên gia cho rằng số ca mắc tại Pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các gia đình tụ họp dịp lễ cuối năm và sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron của virus SARS-CoV-2. Hiện Pháp có hơn 16.000 người đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện. Đến nay, 76% dân số Pháp đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và gần 21 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường. Bộ Y tế Pháp khuyến cáo những người trưởng thành ở nước này cần tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 ở thời điểm 3 tháng sau khi hoàn tất phác đồ tiêm chủng thông thường. Tại Anh, biến chủng Omicron lây lan nhanh khiến số ca COVID-19 tăng vọt trong 7 ngày qua, đặc biệt là tại thủ đô London. Ngày 24 tháng 12, Anh báo cáo hơn 122.000 ca mắc mới và 137 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp ca nhiễm mới tại Anh vượt 100.000. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh ngày 23 tháng 12 cho biết những số liệu ghi nhận cho đến nay cho thấy nguy cơ nhập viện ở những người nhiễm biến thể Omicron ít hơn 70% so với các trường hợp nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, theo cơ quan này, đây chỉ là kết luận sơ bộ vì mới chỉ căn cứ một số ít các trường hợp nhập viện. Hiện số ca mắc tăng cao khiến nhiều ngành công nghiệp và mạng lưới giao thông tại Anh chật vật đối phó với tình trạng thiếu nhân lực do lao động mắc COVID-19. Các bệnh viện Anh cũng cảnh báo nguy cơ an toàn đối với bệnh nhân do đợt bùng phát này. Ngày 24 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã phát động chiến dịch gây quỹ trị giá 107,2 triệu đô la Mỹ nhằm viện trợ cho các nạn nhân của siêu bão Rai tàn phá Philippines tuần trước. Liên Hợp Quốc cho biết số tiền trên sẽ dành để hỗ trợ cho 530.000 người đang bị thiếu lương thực, nước sạch, công trình vệ sinh, lều trại trú ẩn tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Philippines. Liên Hợp Quốc nhận định siêu bão Rai là bài học về tác động của biến đổi khí hậu sau khi tàn phá các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines. Siêu bão này đã khiến ít nhất 375 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển và các tổ chức nhân đạo đang gấp rút cung cấp thực phẩm, nước uống và lều trại cho những khu vực bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, quy mô tàn phá, tình trạng mất liên lạc ở nhiều nơi đang cản trở nỗ lực viện trợ đến các khu vực này. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 12, Bộ Y tế Nam Phi thông báo dừng việc truy vết và cách ly những người tiếp xúc với các ca xác nhận dương tính với COVID-19. Theo đó, thì hoạt động truy vết sẽ chỉ còn được áp dụng với những trường hợp tụ họp đông người hoặc có chùm ca lây nhiễm, khu vực khép kín. Tất cả những người tiếp xúc với các ca dương tính với COVID-19, dù đã tiêm hay là chưa tiêm vaccine, đều được hướng dẫn sinh hoạt và làm việc bình thường, chú ý theo dõi thân nhiệt hàng ngày và kiểm tra xem là có bất kỳ triệu chứng ban đầu nào của việc nhiễm bệnh. Việc xét nghiệm chỉ được tiến hành khi người tiếp xúc với F0 có triệu chứng và được quản lý tùy theo mức độ nghiêm trọng. Các F0 thì phải cách ly từ 8 đến 10 ngày tùy tình trạng bệnh trước khi trở lại làm việc. Do lo ngại về biến thể Omicron, Ủy ban Tiêm phòng Quốc gia Áo cho biết là nước này sẽ tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế và những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu khác. Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy là việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, nhưng mũi tiêm bổ sung này có thể ngăn ngừa nguy cơ bệnh chuyển nặng. Sau khi tham vấn, Ủy ban đã quyết định tiêm phòng mũi thứ tư cho những người làm việc trong các lĩnh vực quan trọng và có nguy cơ cao khoảng 6 tháng sau mũi tiêm thứ ba. Tuy nhiên nhấn mạnh, hiện chưa có dữ liệu khoa học nào cho thấy nên tiêm đại trà mũi thứ tư. Vào tháng 11 vừa qua, Áo đã áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ tư do COVID-19 và bắt buộc tất cả người dân phải tiêm phòng. Đây là quốc gia đầu tiên tại Liên minh châu Âu áp dụng chính sách này dù vấp phải không ít sự phản đối. Hiện Áo đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm biến thể mới Omicron.